Giờ khổ quá Như giờ không biết sao. Cô còn sức khỏe thì được, nhưng sao nhưng mà khi mà cô bệnh xuống hai ba trăm này này. Thì bởi vậy thì cô bảo vậy bằng đêm mới rầu, nhưng giờ có người nói chuyện thì nó đỡ, mà ngày nằm ban đầu tắt màn hình đó là nằm đó là bắt đầu suy nghĩ tùm lum tùm lia rồi đó. Suy nghĩ gì suy vậy? Suy nghĩ nghĩ nhiều quá đủ thứ rồi đó, giờ không biết ngày mai này rồi dòm nó cái bắt đầu tội nghiệp. Không biết là về sau lo may mình mất thì con mình biết làm sao. Rồi hồi nào mà tôi nhức quá thì dòm nó thì tôi cũng tội nghiệp nó. Kính chào tất cả các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Hôm nay mình đã có mặt tại ấp Phước Bình, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Thì qua một lời giới thiệu thì mình có được biết về có hoàn cảnh của một bà cụ hôm nay cũng 60 tuổi, nhưng mà hai mươi mấy năm nuôi một cô con gái bị bệnh tật đó các bạn, bị bẩm sinh. Thì từ lúc mà bé bị bẩm sinh như vậy thì cha của bé cũng bỏ đi và để lại một mình hai mẹ con chống chọi với cái cuộc sống. Thì nói chung là cũng mình tìm hiểu thì cũng được hỗ trợ một số của các cái đoàn xã nào kia đấy, thì hỗ trợ cho cô cất được cái nhà nhỏ nhỏ để ở, hai mẹ con ở. Thì bây giờ mình dẫn mọi người vô để thăm cũng như tìm hiểu về cái hoàn cảnh của cô, xem cái cuộc sống của cô như thế nào. Con chào cô. Quấn. Chào cháu, nhà có cái này nè. Đang cho uống thuốc hả cô? Cho uống thuốc à. Uống thuốc tiêu là phải chứ. Nói quay ngay. Thuốc này là thuốc gì vậy? Thuốc an thần, thuốc bệnh động kinh đó, an thần tối cho nó ngủ được. Không uống là vô phương, sáng đêm không bao giờ ngủ được hết. Dạ. Cô tên gì cô? Lê Thị Minh. Cô Minh. Năm nay cô nhiêu tuổi ạ? Cô này hả? Cô á. Cô này 61 à. 61 tuổi. Còn nãy em đây tên gì? Cô hả? Cô em Phạm Thị Dứt, còn nó là Lê Thị Minh. À Lê Thị Minh. Lê Thị Minh là nó, còn cô là Phạm Thị Dứt. Phạm Dứt. Dạ. Nó nay 27 tuổi. 27 tuổi rồi. 27 tuổi. Là em nó bị là từ lúc mà mới sinh ra luôn rồi. Là mới sinh ra 3 bữa là nó bị rồi, tưởng xác, chạy xác chứ không chết luôn. Mà là sao vậy? Bị bệnh tưởng hồi xưa nó em xác á, nó co giật rồi nó. À, giống như động kinh như vậy. À, rồi mình tưởng xác á, chạy xác không. Rồi bắt đầu tới 3 tháng nó bắt đầu mới đi nằm nhi đồng. Nhi đồng 1 dưới rồi nằm trọn à, tháng. 3 tháng sau mới đi. 3 tháng sau mới đi rồi bắt đầu đi hỏi chứ mình với chị Tám rồi nó. Rồi đi dưới nằm trong đâu mà mình có mặn gì ra tiền vô ôm dưới ăn rồi bắt đầu ăn hết tiền rồi bắt đầu trốn viện về luôn. Phải giờ trốn chắc bắt thấy bà. Trốn được hả? Hồi đó trốn được. Rồi hỏi chứ giờ nằm đó mà theo dõi không rồi bắt đầu bé đi nha bác sĩ Ngọc ở ngoài chợ Bà Chịu á. Đi bác sĩ Tư nữa mà vậy. Như mình nói em nó có hiểu không? Không biết gì hết, không biết hiểu gì không gì hết mà biết nghe. Mình hiểu nó. Có nghe mình nói thì mình nói được. Thì nghe mà nó nghe mà nó không biết gì hết. Như xe bút kèn thì nghe tiếng động thì nó biết. À. Nghe tiếng động thì nó nghe. Nghe tiếng động thì nó lên cơn, nó vậy á. Nghe tiếng động là lên cơn đó. Ừ, cũng như cái tinh thần cái thần kinh của nó không kiềm chế được, mình hết hồn mình còn lấy là được. Dạ. Còn nó hết hồn cái bắt đầu nó giật luôn vậy. Dạ. Từ mai giờ hai cơn rồi. Hôm mai đi quán mãi bỏ ngoài nằm giường á. Ở nhà lên tôi mới thấy bọt mồm bọt miếng chảy. Lật đật mới vô. Vậy là lên vậy là bị thường xuyên luôn rồi. Thường xuyên sắm mơ mở mắt ra là giá nào cũng phải có. Không có là không được, không có là một lần. Ừ. Có bữa nằm trên xe đó rồi coi. Nằm xe đó chứ làm ở nhà dưới dòm chừng chạy lên chạy xuống bởi vậy tôi không có ngồi yên riết rồi giờ tôi đi không hết nổi luôn. Thế bố của bé đâu cô? Ở bên Bến Cầu. Bến Cầu. Bến Cầu. Là có nghĩa là bỏ hai mẹ con luôn. Hai mẹ con thôi nay cũng lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Nay chắc cũng 8 9 năm hầu rồi, nó là mới 3 tuổi là ly chia tay luôn. Có nghĩa là từ lúc mà 3 tuổi là ly dị. Chia tay với ba nó luôn. Không có gì uống rượu. Là cô là có mình có cô gái. Có một mình nó là độc nhất. Hồi đó nó ngay cô cũng hơi lớn tuổi rồi tính kiếm chồng thì được có đứa con thì nhờ. Chồng cũng không cần được thì ở không được thôi. Nhưng mà giờ chồng con gì đi tuốt ra. Giờ không được cái là, gì. Là lúc mà cô lấy chồng là cô bao nhiêu tuổi? Cô đó là 27, 28 tuổi rồi. 7, 8 tuổi đâu phải là nhỏ, đâu phải là lớn.
Cũng người ta cũng 19, 20 là người ta có chồng, này là 28, 19 tuổi. Đấy là ngày xưa thôi. Gần 30 tuổi là còn. Chứ còn bây giờ là 30 tuổi lấy vẫn còn trẻ. À, đúng rồi. Hồi xưa thì cũng có khác. Hồi xưa 18, 19 tuổi đó. Là người ta nói là già rồi, 19 tuổi là người ta nói ở giá là già rồi đó. Mà cô tới hôm mấy tuổi đi, ông già bà già rồi. Vậy là nhà này bây giờ là chỉ có hai mẹ con ở thôi. Là chỉ có hai mẹ con rồi. Tối ngày giờ bằng ngày còn thấy người này người kia chứ bằng đêm. 6 giờ là đóng cửa tới sáng. 6 giờ là đóng cửa. Chứ hỏi con chứ đâu có ai ra vô đâu. Bắt truyền hình coi chút xíu là nó cho lên dỗ cho nó ngủ. Ừ, lần dỗ thiệt chị chứ tự trần ai á. Mấy cô bé mà vá mồ hôi rồi. Ẩm cứ hết nổi. Nói chung á là bà cũng hoạt tiền lắm. Bị gì mà không có ra tiền. Mình không có tiền làm sao mà. Một tháng á, là đốt đèn thôi với chạy nước xài thôi tháng 60 ngàn tiền điện mà bà tiết kiệm lắm. Tháng này chắc nhiều, 65, 66 ngàn. Số lần sau đó ngàn mà vì bắt vạt có nhiều tao khổ rồi á thì nói ngay thì mình cũng phải vậy. Dạ dạ đúng. Vì ăn uống thì nó ngay cô thì ăn cũng mà tiện. Như chiều nay nè, lát nấu gói mì cái bỏ miếng cơm vô ăn cái rồi. Còn mai nấu miếng mình bí vậy ăn hai cái. Anh về lấy suất đâu mà chăm cho em. Giờ hỏi con chứ giờ liệu trong túi mình giờ như cô giờ đi mượn ai cho phải không, thà sức người ta cho giờ tôi cho bà 150 ngàn thôi chứ giờ mượn ai cho, ai dám cho, phải không? Nói chị hiểu không, ai dám cho. Giờ cỡ mượn 500 ngàn trở lên thử có ai dám cho không? Chính con cháu mình chưa dám nữa, đừng nói người ngoài, phải không? Vì có gạo người ta mới cho mượn tiền, còn này mình mặn gì được trả cho người ta, cầm 50% ta cho đại cái cho đầu, phải không? Không cái bố thí cho xong. Chứ giờ cô không mượn ai, bởi vậy mới kiểm trong bản thân mình. Có thì mình ăn nhiều, không có mình ăn ít. Có bữa cô con khô cô ăn cũng được ngày. Tại hai mẹ con giờ sống bằng cái gì? Thì giờ sống giờ tiền lương của nó thì phần nó thì sắm mai tiền bánh canh. Sắm mai 10 ngàn bánh canh là tháng 300 ngàn của nó rồi. Đó. Thì cô nói ngay nhờ thì cũng như chị Sáu đây bà biết cô khổ. Cái người nào người ta đi từ thiện á, cái bà chỉ vậy đó, chỉ qua chỉ là cho đó, cho vậy mì. Đó. Tôi thì tôi không có tiền cho bà. Thì cũng như bà có công cũng như thấy ai vậy. Cũng như thấy hoàn cảnh vậy, cái bắt đầu ở đằng kia người ta nói có ai khổ là người ta từ thiện, cái bà thấy vậy mới dẫn lại vậy á. Ý là giống kiểu là thấy ai phát gạo hay là phát cái gì đó là xin cho cô cái gì. Rồi bắt đầu cũng như bà chỉ lại cũng như nhờ chỉ. Em nói một tháng là được bao nhiêu tiền cô? 504 là tùy viện tuyến khuyến tật bên chất độc da cam á. Là ăn trong cái 500 đó thôi. 500 đó. Rồi ngoài cái đó thì mình còn cái thu nhập nào khác không? Cô không có thu nhập gì sao, mỗi lần thì còn ngầu mặn mặn được, nó hết nấu rồi, hết nấu giờ. Hết cái đường luôn mà hết nấu. Giờ cái vết thương nó không còn, cái con cắt còn đó đó. Cái còn áo đó. Nhưng mà nay ba hết cái đường. Hết nấu, hết làm mà giờ ngồi thì mắt cô bị mờ hả? Giờ hết thấy đường luôn, hết mờ á, làm như lớn tuổi ha, là tại mình thức quá không biết. Lớn tuổi chứ. Rồi giờ cái cô bị đi điện cuộc sống nữa, cô đâu ngồi nổi. Đây là hàng ngày là bé là cứ nằm một võng xong là lên đây. Giờ nằm dưới đất rồi, hồi cô ẩm ra ghế tắm rồi, giờ ẩm vô thả vô đây cho uống thuốc, rồi bắt đầu thả xuống. Cô tắm rửa rồi bắt đầu cho nó ăn. Ăn rồi bắt đầu cô ăn rồi mới ẩm lên, trải đường giường ẩm lên thả lên. Nó là bắt đầu nằm đó chân. Này cái giường này cũng người ta cho. Yeah. Cái dạng thưa quá, tôi thấy bà đó tôi hỏi bà ăn cái quá. Nói thiệt mình là tôi vậy là không thể chiếu luôn. Có cả chiếu. Có chiếu điểm á nhưng mà thưa quá. Cho em cái giường nằm được. Hả? Cho nó lên giường nằm đó chị. Lấy điện thoại cho con nha. Giờ đâu dám đi lẹ sợ chồng. Cứ như em bé mà thôi. Đồ em bé nữa, em bé còn biết không nó. Đưa để đại cho nằm chơi cái đúng rồi, đúng rồi. Rồi nằm cho chú quay mấy. Này có hai mẹ con cũng quanh quẩn ở nhà thôi. Trời ơi nói thiệt con chứ giờ gấp chị cái quán đó đó là con chạy về điện. Chồng em tập được. Quá nó mua đồ ăn á, mua đồ ăn. Sáng này có đi là ở trong nhà nó về nhà lấy về cơm nữa. Chịu ăn xong rồi phải ẩm lên vậy. Ăn cái con nó nằm lỡ nè. Lỡ cái hông á. Ừ. Kiểu nằm giống như nằm quay một bên vậy. Bị nằm nghiêng cứ ngủ qua bên này xong. Đó, giờ nó quay vậy. Giống kiểu không có cái xương sống nó bị cứng rồi cô. Xương sống nó bị co giật thì giờ nằm xuống bên vậy. Mà giờ nó nằm ngửa thì nó thở không được, nó khó thở, nó kéo khẹt. Cho nên nó nằm nghiêng vậy á, nằm nghiêng vậy thở không được. Tay chân nó thứ bị ấy hết.
tay chân nó bị rút, chân nó không dậy luôn. Chân cũng bị, tay cũng bị. Tay chân nó giờ bị gì? Cái này nếu mà cái thời điểm đó chị không đi chạy thầy á, mà chị đi không ngồi lên cùng em đi con. Là không chừng nó kịp thời trị nó là không có đến đổi. Chứ chị biết không sao, bác sĩ nói bệnh này là có nhiều đứa nó nằm ăn ăn cơm bệnh viện ở đó luôn, bệnh về. Có nghĩa là sống sống trong bệnh viện luôn đó con. Nó ăn ở sống ở bệnh viện nó nằm đó luôn á, bởi vì hệ thần kinh của nó là khó trị. Bác sĩ lắc đầu luôn. Ừ, nậu uống thuốc không chị biết rồi về ta bài mà khỉ mà này đùm lum nó ráo cho là uống chạy rồi không ngoại. Cho nằm ngửa đâu con thấy mặt nó không? À, cứ nằm vậy đó. Này đúng như con người ta là giàu lấy chồng có con hết rồi. Ừ, lứa nó là ba đứa con rồi đó. Yeah. Nhỏ đằng kia là ba đứa con tuổi. Sinh năm 94 á, người ta cũng tuổi nó ba đứa. Gọi là mới sinh ra đã bị đến giờ luôn. Mới sinh ra là nó bị. Không học hành, không có bạn bè, không có gì. Bạn gì? Trời tối ngày có cái này nè. Không có cái bịch nỉ lông vậy. Rồi con như máng tay này cứ nằm dở xe chơi vậy. Như bé bây giờ hàng tháng ví dụ như hết khoảng bao nhiêu tiền thuốc không? Giờ nó tùm lum mấy con, bây giờ máu viêm họng, viêm cổ rồi có uống thuốc cũng có triệu mấy. Một tháng à? Đợt bệnh vậy á, mà lia lịa luôn. Một đợt bệnh. Nhưng mà ví dụ như bình thường không bệnh thì một ngày hết khoảng bao nhiêu tiền thuốc? Một ngày nó cũng nhiều ạ. Một viên thuốc có 2.000. Một ngày 2.000, tháng cũng là cả 100.000 thuốc. Tăng 60.000. Thuốc gì mà có 2.000 viên rồi? Thuốc an thần là thuốc nãy cô chú đó. À. Còn thuốc dụ mà thuốc kia thì là uống thuốc an thần quanh năm suốt tháng. Quanh năm suốt tháng. Nấu bệnh là máu làm hết 1.1 triệu nè. Nội mà tiền thuốc của ngưng ngoại cứ 2 ngày 70 viêm họng coi. Có nghĩa là mình trước mình mua thuốc về uống tại nhà luôn. Về tại chứ nhà. Không có đi bệnh viện. Giờ ai đâu chở? Ai đâu được? Mà giờ nó chở đi được. Giờ ra đường nghe xe cái lên cơn giật chắc nó té xe tao nước chắc chết. Có nghĩa là nghe tiếng xe cái là tại cô đi quán này mà nghe tiếng xe bốc kẹt ngoài đây là nó lên cơn, là ở nhà sợ giá nào cũng phải lên cơn rồi. Nó nghe là một cái là lên cơn. Xe tải đồ bốc kẹt. Ờ xe tôi đi ra tới ngoài nghe xe bốc kẹt là đâu đâu là đập chạy về. Là bốc càng thôi là bị lên cơn. Ờ, là cái đầu nó nghe là nó lên cơn luôn. Nhại lắm, thần kinh nó nhại. Nghe cái tiếng động nhiều khi mà những người ta lại cho ta không biết, người ta ho cái bắt đầu cũng lên cơn. Ho cũng bị luôn. Nghe như là tiếng động mạnh là. Ừ. Nói chung là tiếng động mạnh là. Tiếng động mạnh cũng như thần kinh mình á thì cũng như mình hết. Đằng kia mấy bữa nay cái lát nó làm cái đụng đốt pháo phải gì không biết. Mà ở đây lên cơn trời có hồng tích thế luôn. Bởi người ta đốt nhà người ta, mình đây bực bội thấy ớn luôn, vẫn lên cơn, lẫn lên cơn thì thấy trời ơi. Mỗi lần lên là lên cơn là co giật được. Co giật cái miệng nó răng nó cắn chảy máu miệng. Có khi nào mà cắn lưỡi không? Trời chảy máu miệng lia lịa. Chảy máu miệng. À, bởi vậy cái miệng nó giờ cái sấm mơ cứ lấy dầu dừa thay. Chị phải để phòng ngừa cái một cái cây gì. Ngán qua miệng không? Đặng máu khi nó giật cái đút vô liền. Lấy cái gì cô quấn cái khăn này cái gì cô. Ừ, nó nói là bập nghiến bập vậy nè. Biết răng bây giờ chảy máu. Sợ lo mày cắn phải lưỡi chứ. Cắn lưỡi. Rồi bắt đầu nằm vậy nè phải để khăn để đồ đây chứ nhiều khi coi giật cái nhặt xuống cái này nè. Đập đầu xuống. Ừ, đập đầu xuống. Bây giờ tối lại trời nó rầu với cái vết thương của nó nè. Vậy là có hai mẹ con sống ở đây. Giờ hai mẹ không con có, giờ ráng chịu chứ. Tính ra là không có bóng người nào, nếu con vậy, không tới thì chắc là bóng, không có bóng người nào hết. Mà giờ á, nói chung là thời đại nào cũng vậy. Yeah. Thí dụ mình có ăn, mình đi chơi người này người kia thì còn tới lui được nhiều người. Còn nghèo khổ vậy nè, rồi bệnh tật vậy nè. Đôi khi người ta cũng gớm nữa. Yeah. Nói thiệt tình luôn cái. Thiệt. Là đôi khi người ta cũng gớm, ít có ai tới lắm. Nhỏ đằng kia thì cũng nói à. Một lần đặng ưa lại đi chơi với nó trời nhà mà bà ơi nó diêm vậy mà bà lại nằm ngủ được. Tôi nói sao mấy người vậy không bị giùm tôi có bệnh ai muốn vậy không? Cái số mình ừ, có ai muốn vậy đâu cũng đâu có muốn đâu. Sanh đứa con ra muốn cho nó toàn vẹn ơi thiệt chứ giờ nói xin lỗi chứ trúng số bạc tỷ tôi cũng mê đó, nói thiệt với chị cũng không mê nữa. Thà có đứa con mạnh giỏi nó đi đứng đi á, giờ nó đi mình mướn cũng được, mình khỏe mạnh. Giờ mình cũng khỏe chích, mình cũng bệnh vậy mình cũng đi đứng cũng được chút đi. Con này giờ lớp mẹ bệnh mà lớp con vậy nữa. Thì tôi càng bóng. Ngày càng yếu rồi nó làm sao ai ẵm ai bồng vô đây. Giờ mượn đi làm, ai. Đi làm cũng không được. Ờ, mượn bỏ. Ai, mượn ai ẵm. Mượn ai vô đây. Còn ta đi bằng xí nghiệp con cháu đi bằng xí nghiệp tiền đâu mình ở nhà mình mượn ta vậy. Luôn á, chỉ có con ruột có chị em với nó mới chăm nó được. Trời ơi. Chứ con ruột cháu. Con.
cáo con người anh chị không vậy, ai mà đi chăm dọn ai hỏi ta phải đi mằng công chuyện, ta đi mằng là tiền đó mình mướn. Hôm đó tôi đi nằm bệnh viện có một đêm thì mà điểm thì bỏ một cái máy mằng. Cái máy nhà này rột hay sao mà lót dữ rồi cô? Ở đó thì thấp quá còn nóng á. Nóng à? Nhưng mà nó có rột không? Cũng xét cái đó cũng chưa có rột. Xét mà chưa có rột mà điều giờ nóng quá bị diễn thấp á, nóng chịu nổi. Một lần á thì nằm trên cái giỏng kia cái lấy miếng thùng mì á lót cho nó che một nó miếng không, rồi hôm sau một cái nhỏ mua cái này để găng lên giùm để đỡ. Thì cái nhiên nó hai chịu nổi ha, nóng quá trời nóng chịu nổi. Người ta thì đi ra ngoài bóng cây được, còn giờ vậy sao đi đâu, nằm tại chỗ đây thôi chứ đi đâu vậy. Có khi nào bế đâu ngoài kia là ngồi ra nó không giữ được, ngồi lại ngầu đó đâu có được đâu. Giờ muốn nằm đó phải cho nó nằm đẩy ra ngoài. Nói chung mà nếu mà ngồi, nếu mà ra đấy ngồi là phải, nó ngồi lúc nào cũng phải canh rồi đấy. Ngầu giờ nó nằm cô cũng phải canh á, bị gì sợ nó giật. Coi giật rồi nó rớt chiếc xe. Nằm trên giường có khi nào mà lăn đất không? Khỏi nói vô đó, tấn. Lăn. Nên là tấn cho khỏi bị... Ta tấn thì phải cho tấn. Sao mà đi phải tấn. Tấn để nó làm đi. Nhưng mà ba nó có trọng cấp gì không? Không có con. Hoặc là giờ rất để từ hồi đó giờ không có quan tâm tới vụ đó đâu. Giờ không có hy vọng về cái vụ đó, giờ có tín nhiệm nữa. Nhưng mà từ cái thời đó đến giờ là cũng không có liên hệ, không có... Cũng hôm đó thì cũng có lâu lâu về ghé thăm, nhưng mà cũng có cho nữa. Nay về lâu lắm rồi cũng không có ghé nữa. Vậy là nhìn về nhìn cái đi thôi chứ. Chắc cũng hoàn cảnh chắc cũng không có ăn gì mấy hay sao ha, sợ con cái chữ hay gì không biết, cô không hiểu gì đó. Cô không tín nhiệm nữa. Giờ thôi giờ mẹ con ở đây sống đi. Giờ nhờ xã hội, nhờ mạnh thường quân. Nhờ ai hay có tấm lòng thì cho sống ngày tới ngày cuối cùng thôi. Giờ cũng hết tín nhiệm. Giờ quan trọng là bây giờ ví dụ như giờ khổ quá giờ không biết sao. Cô còn sức khỏe thì được, nhưng sao nhưng mà khi mà cô bệnh xuống ai mà chăm mình này. Thì bởi vậy thì cô bảo vậy bằng đêm mới rầu, nhớ nhà có người nói chuyện thì nó đỡ, mà ngày nằm bắt đầu tắt truyền hình đó là nằm đó là bắt đầu suy nghĩ tùm lum tì lia rồi đó. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ đủ thứ rồi đó. Giờ không biết ngày mai này rồi dòm nó cái bắt đầu tội nghiệp. Không biết là về sau đó mày mình mất thì con mình biết sao. Rồi hồi nào mà tôi nhức quá thì dòm nó thì tôi cũng tội nghiệp nó. Giống con mai mốt mà cỡ mà bà ra đi chắc nó cũng phải ra đi chứ không? Cái gì nữa? Ai mà nuôi? Ai nuôi? Phải như nó biết ăn biết đồ á, ta bưng những cơm ta cho nó một ăn cơm ngầu nó lên được không này, cái này ngầu vậy, ngầu vậy mà cho ăn tiểu miệng. Đúng. Sao lo mày về cô không có sức khỏe, ốm đau bệnh tật nằm xuống cái con không biết. Cô giờ bệnh nhiều lắm rồi, chúng mình cũng bệnh nhiều lắm. Bệnh gì cô? Cô bị đi điểm cuộc sống. Đi điểm cuộc sống. Từ bao giờ căn bản chắc là bé em ấy nhiều quá sao bé ngày có mấy lần chứ giờ đó cô mập nhiều quá nhờ ngậu đâu đầu lắm từ ngậu chứ siêu ngậu đến giờ đêm được lớn tuổi rồi mà giờ cứ bé lên bé xuống mệt lắm thì giờ lắm nè giờ phải cho lên giường vậy thì đợi lạc ẩm xuống giọng cho nó ăn ngậu cho nó ăn. Mà mấy bữa nó bệnh ăn mấy tiếng hồ tôi ngồi tới mà xong vậy thì chưa thôi á, bị gì ngồi cho nuốt từ chích hỏi gì chứ giờ ăn ta ăn cái này không được ta cái kia còn nọ cho có gì đâu, đút miếng cơm không được chạy bỏ lấy miếng sữa dễ vô đút mà tới 60 giây mà chưa sao ăn quá, chưa nghĩ á. Nó không có uống được, nó phải mất từ chiếc. Phải mất y thuốc đẩy, y dưỡng thuốc vậy, chế cho nó, chứ đâu có biết rút cái gì đâu. Rồi giờ bà cũng cưng, cũng thương con, bà ráng cố gắng. Lần bà đút ăn 1-2 tiếng đồng hồ, 1-2 tiếng đồng hồ cũng hết, uống được ly sữa. Tôi nói thiệt, tôi thấy về tôi có điện cho chú, chứ tôi cỡ mà đơn thuần mà tôi không có điện đâu. Giờ đây cũng như cầu cứu chú, rồi nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ dùm cho bà. Trời ơi, thấy cái hoàn cảnh này rồi nha, mai này bả mà bệnh xuống cái rồi làm sao, ai lo? Con mình không lo chứ ai lo. Bởi vậy, mà giờ sanh ra rồi nó nhằn phải vậy rồi, không lẽ... Chứ là dù gì cũng là con mình. Ờ, à, rồi không lẽ bây giờ em đi cho ai ha, bỏ đâu?
giờ cũng phải ráng nuôi. Không phải biết mà nó hồ đói, người ta cho ăn được miếng cũng đỡ, còn này có biết gì đâu. Mình muốn cho ăn cho ông không không giờ bỏ đói 3 ngày cũng được. Nói bỏ đói cũng không có nói, cũng không nói khóc không lắm. Khóc không đòi không gì đó. Rồi nó mà trật cô ra chắc nó cũng sống tới nay đâu, thiệt. Dạ dạ. Chăm sóc từ chết từ chết. Chứ ăn tạo ra nó mình à, chăm sóc nó chứ. Ăn cơm không được, mua sữa ăn chua chế từng miếng mấy bữa còn viêm họng lên cơn quá rồi nghẹt á, nuốt không được á. Rồi ốm quá. À, rồi bắt đầu mới chế sữa, mua nước yến á, yến loại 30 ngàn một hũ á. Mấy cái đấy tôi nhịn ăn chứ phải để mấy cái đó nhiều khi hóa chất không. Thì là vậy giờ mình đâu có biết. Mình không biết. Thứ nhất là mua mấy cái sữa không? Sữa về đổ. Thì sữa cái do nước yến nó chị đừng có uống nữa, nó bác sĩ nói là nó không có chất nào gọi là dinh dưỡng hết, nó làm mà khi nó bằng hai chất không nó, ừ, thì nói cứ tưởng, mình cứ tưởng là nước yến cho nó khỏe nó tốt chị cho sữa đi. Sữa cũng mua sữa hộp cứ 25 ngàn 27 ngàn mà mai bán cho tôi có 25 ngàn à. 4 hộp á, ủ cao như nè, giờ cho nó uống. Còn mấy bữa mà nó ăn cũng được á, mua sữa ăn chua á, chế cho nó. Tại vì nó biết người ta biết, tôi thương mà nó không biết. Thế thì hôm nay con xuống con thăm cô mấy em. Thì, cũng cảm ơn con cũng mong sao cô có nhiều sức khỏe để ví dụ như lo cho em nó. Như giờ cô mà ốm đau bình tật mà nằm xuống cái thì không biết em nó như thế nào luôn á. Giờ cô cũng ráng thì cứ điều kiện là cô suy nghĩ như đó không chứ cũng đau nhiều. Thôi thì con thay mặt cái cô Sang ở ngoài Đà Nẵng á, gửi biếu cô 2 triệu lấy tiền mua thuốc mua men nó thứ cho em nó uống hoặc là mua đồ ăn đồ uống hai mẹ con ăn ha. Cô cũng gửi lại thăm cảm ơn cái chị đó nha. Dạ. Giờ cô là cũng biết ai của cô Sang ngoài Đà Nẵng. Giờ cô cũng nhờ con dạ, cháu cũng như người này người kia như giờ như chồng chị Sáu có hướng dẫn có biết là phải chỉ. Dạ. Vậy chứ giờ cô cũng đâu biết giờ có đi ra đường đâu nên người ta biết mình gì gì. Giờ nói ngay thì cô nhờ vậy nhờ tấm lòng từ thiện của cô bác. Là sống nhờ mọi người xung quanh thôi. Xung quanh nhờ cũng như rằm hắn chị hắn rằm cái người ta từ thiện tôi nhiều đó. Yeah. Như cái cậu trong cái mình trong cũng vậy nè, tới rằm cái bắt đầu bên chùa cho cũng xin về cho ông thần vậy đó. Thì nhờ vậy rồi ăn vậy thôi chứ cũng làm cái gì được cái đó. Yeah. Thì giờ cô nghĩ là sống vậy cho qua ngày hết đời thôi chứ giờ cũng biết sao giờ đời giờ hết hy vọng không có hy vọng gì nữa. Các bạn ví dụ như nhà mà có anh em nào kia chăm sóc giờ phải như có đứa nữa thì cũng đỡ đi. Dạ. Là có người thay thế thì giờ ẩm phụ cô cũng đỡ cái gì cũng đỡ. Đi làm kiếm tiền ăn. Coi vậy vợ cô mới rầu nhiều. Từ đêm hôm giờ đi không nổi vợ cô mới rầu nhiều nữa. Dạ. Mới làm 3 viên thuốc à. Thuốc giảm đau á. Giờ mua lần ngoài tiệm Hồng Thái lần chục phần vậy để đó hồi nhức quá 4 phần. Cái nó đỡ được ngày đêm phải qua ngày sau cũng vậy. Thôi bây giờ cái chuyện nó cũng xảy ra rồi. Bây giờ mình nói chung là mình cố gắng làm sao để mình mạnh mẽ để mình vượt qua cái hoàn cảnh nó như vậy. Mình phải chịu đấy. Thì giờ cũng ráng chứ giờ cũng không biết giờ thế bỏ tay rồi. Thế giờ mà nó hơi tiêu cực một tí là khổ em nó. Thì giờ hỏi con chứ giờ nằm có mình phải suy nghĩ rồi đó. Chắc chắn là phải suy nghĩ rồi, không suy nghĩ chuyện này chuyện kia không có bước nào mà không suy nghĩ nhiều khi đó nó làm. Nãy nãy chú điện mà tôi quá cao mừng luôn á. Nhiều khi nhà tôi đi ngoài kia hơi xa xa một tí. Dạ. Là khi mà tôi đi á là tôi phải kêu cháu tôi vô nhà tôi khóa cửa tôi để trong nhà sợ bỏ bắt cóc rồi cái tôi phải khóa cái cửa cổng lại xong rồi tôi mới chạy đi vô gặp chú á. Rồi thôi con điện tới cái là tôi mừng dữ lắm. Dạ, con cũng xin phép nha. Rồi có dịp nào đó nếu mà có dịp thì con lại ghé con thăm cô mấy em sau ha. Cô cũng cảm ơn gửi lời cảm ơn cái chị. Dạ, cô Sang ngoài Đà Nẵng. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Thôi bây giờ mình cũng ghé thăm hai mẹ con cô. Mình thấy cuộc sống đúng thực sự là nó có bi đát đi. Bởi vì con thì ốm mẹ thì già, không có cách nào để mà kiếm cuộc sống nữa đó. Thì mình cũng thay mặt cô Sang Đà Nẵng gửi đến cho cô và em là 2 triệu để có tiền mua thuốc mua sữa. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc cái video đây. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một clip sau.